Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 3 tháng 8, Thánh Philippe Benizi, Thánh Vũ Văn Duệ và Nguyễn Văn Hạnh, linh mục từ đạo. Con được biết Chúa khi nghe cái đài, lòng Chúa thương xót. Con được biết Chúa, khi đến giao điểm tin mừng. Dù rằng đời con chưa một lần làm dấu thánh giá, dù rằng đời con chưa một lần biết đọc kinh, Chúa chưa lành cho con vì con biết tin tha. Chúa chưa lành cho con từ thân xác tâm hồn. Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 3 tháng 8, Thánh Philippe Benizi, Thánh Vũ Văn Duệ và Nguyễn Văn Hạnh, linh mục từ đạo. Thánh Philippe Benizi. Thánh Philippe Benizi sinh ngày 15 tháng 8 năm 1233 tại Florencia, nước Ý. Philippe trở thành bác sĩ khi mới 19 tuổi. Và ngài đã mở một phòng khám bệnh tại quê nhà. Chỉ một năm sau, Philippe Benizi bỏ nghề bác sĩ và xin gia nhập hội dòng Tôi Tớ Đức Mẹ. Philippe Benizi được thụ phong linh mục tại Siena năm 1258. Chẳng bao lâu, cha Philippe Benizi trở nên rất nổi danh vì tài thuyết giảng. Ngài cũng phục vụ hội dòng với chức vụ tập sư và bề trên. Năm 1267, Philippe Benizi được bầu làm bề trên tổng quyền của hội dòng, dù ngài đã cố gắng từ chối việc đề cử này. Philippe Benizi đã chăm chỉ làm việc để thiết lập quy luật của dòng, và người ta rất ngưỡng mộ Philippe vì đời sống thánh thiện. Cha Philippe Benizi cũng được ơn làm nhiều phép lạ. Năm 1268, Đức Thánh Cha Clemente thứ tư qua đời, và cha Philippe Benizi là một trong những ứng viên sẽ được chọn lên kế vị. Sợ rằng mình sẽ có thể đắc cử, Philippe Benizi đã chạy trốn vào một hang động và ẩn mình ở đó cho tới khi Đức Gregorio thứ 10 được chọn. Do đức khiêm nhường và lòng yêu mến, cha Philippe Benizi đã đem nhiều người trở về với giáo hội. Ngài cũng là người hay giải hòa. Về cuối đời, cha Philippe xin từ chức bề trên tổng quyền, và cha đã sống những ngày cuối đời tại một căn nhà khiêm tốn và nghèo khó của dòng. Cha Philippe Benizi đã qua đời tại đó ngày 22 tháng 8 năm 1285, lúc 52 tuổi. Ngài được tôn phong hiển thánh năm 1671. Thưa anh chị em và các bạn, tiểu sử ngắn gọn như thế, nhưng mà tôi đọc tôi thấy rất là thú vị. Thú vị thứ nhất là một bác sĩ mới có 19 tuổi đã làm bác sĩ. Giỏi chứ? Tương lai đang sáng lạn chứ? Ấy vậy mà chỉ một năm sau thì bỏ nghề bác sĩ và làm tu sĩ. Dám không? Đó là một ơn gọi đặc biệt. Bây giờ thì có một số linh mục xuất thân là bác sĩ rồi đi tu làm linh mục, nhưng mà rất hiếm, như Việt Nam chỉ có một hoặc hai hay sao đó. Rồi sau đó được thụ phong linh mục, lại trở nên nổi tiếng nhờ tài thuyết giảng. Mà nhờ tài thuyết giảng như vậy không phải bởi văn chương bóng bẩy, nhưng mà bởi đức khiêm nhường và lòng yêu mến. Người giảng mà càng giảng văn chương bóng bẩy, càng muốn cho mình là người có học vị, càng muốn cho mình là người có trí thức bao nhiêu, thì có khi người nghe càng chán ngấy bấy nhiêu, vì nó đặt cứng cái đầu không vô được. Nhưng mà một người khiêm nhường và có lòng yêu mến thì truyền lòng yêu mến đến với người ta, lòng yêu mến của Thiên Chúa, lòng yêu mến của tha nhân, và người nghe sẽ cảm nhận được điều đó,
không khoa trương, không khoe mình, cũng không khoe mã, mà chỉ một điều duy nhất là vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn. Những vị thánh mà có tài thuyết giảng được nổi danh là vì như vậy. Trước tiên là khiêm nhường, người hạ xuống những người cao ngạo và nâng cao kẻ khiêm nhường. Đó là đường lối của Chúa đã làm, trước tiên nơi chính Đức Maria trong kinh Magnificat mà chúng ta vẫn đọc. Điều thú vị thứ hai là tôi thấy Ngài không có ham danh. Khi người ta bầu làm bề trên tổng quyền thì cố gắng từ chối việc đề cử này, cố gắng từ chối. Bất đắc dĩ, anh em tín nhiệm quá thì phải làm mà thôi. Nhưng mà khi làm thì người ta ngưỡng mộ, không phải vì đây là bề trên tổng quyền, lúc nào cũng tỏ ra là có quyền, lúc nào cũng bắt người khác phải vâng phục mình, nhưng mà người ta ngưỡng mộ người bề trên ấy là vì sự thánh thiện, là vì đời sống thánh thiện, chứ không phải là vì cái chức mà đang nắm quyền. Có những người không có được người ta ngưỡng mộ vì đời sống thánh thiện, mà người ta chỉ sợ mình vì mình đang nắm quyền và bắt người khác phải vâng phục mình mà thôi. Và vì không ham hố chức danh, cho nên khi Đức Thánh Cha Clemente thứ tư qua đời và Philippe Benizi là một trong những ứng viên sẽ được chọn để lên kế vị, sợ rằng mình có thể đắc cử cho nên trốn vào hang động, không có đi bầu, không cho người ta bầu mình. Cho đến khi mà bầu được tân giáo hoàng rồi thì mới chui ra khỏi hang. Còn mình thì cứ mong móng cho người ta bầu. Người ta bầu không, người ta không bầu mình buồn quá mới chui vào hang. Rồi thứ điểm nữa là cuối đời. Mà nghe chữ cuối đời chắc mình nghĩ phải 90, 80, 90 rồi không, mới có 50 mấy tuổi. Vì qua đời mới 57 tuổi mà. Thì từ chức bề trên tổng quyền và sống những ngày cuối đời trong một căn nhà khiêm tốn và nghèo khó của dòng, chứ không tham quyền cố vị. Có nhiều người bây giờ thì chỉ muốn nắm quyền cho đến chết, sẵn sàng thay đổi hiến pháp, sẵn sàng thay đổi luật pháp để nắm quyền cho đến chết, tham quyền cố vị. Mà tuổi già, sức yếu, trí khôn nó không còn minh mẫn nữa, nhưng mà vẫn cứ tham quyền cố vị. Đến tuổi về hưu rồi vẫn chưa chịu về hưu, vẫn nài thêm vài năm nữa để tổ chức lễ gì cho mình rồi mới chịu xuống. Đọc gương thánh Philippe Benizi, tôi xét thấy chính bản thân mình còn xa lắm, vẫn còn tham quyền cố vị, vẫn còn thích nổi danh, vẫn còn thích được mọi người nể sợ, mà không học lấy gương thánh Philippe Benizi, không ham hố chức quyền, không tham quyền cố vị, không ham nổi danh, mà một lòng khiêm nhường và đầy tràn lòng yêu mến. Đó mới đích thực là những tông đồ của lòng thương xót Chúa. Cầu nguyện cho nhau, xin anh em cầu nguyện cho chúng tôi đi vào con đường lòng thương xót Chúa theo gương thánh Philippe Benizi, hăng say loan truyền lòng thương xót Chúa để cho mọi người nhận biết lòng thương xót Chúa, để họ được cứu và không ham mố gì danh lợi thú ở thế gian này, chỉ một mực loan truyền lòng thương xót Chúa. Vì khi mình loan truyền lòng thương xót Chúa với tất cả sự hăng say nhiệt tình của mình, thì Chúa nói Chúa sẽ sức dầu ở môi miệng những người loan truyền lòng thương xót Chúa, để lời rao giảng ấy đánh động vào con tim của người khác. Tất cả là do quyền năng lòng thương xót Chúa làm. Chúng tôi chỉ là những dụng cụ hèn mọn và bất tài, vô đức trong bàn tay của Chúa mà thôi. Thánh Bernardo Vũ Văn Duệ và Thánh Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh, linh mục tử đạo. Mùa thu năm 1838 tại nhà giam Nam Định, một tù nhân đã 83 tuổi, hình như vẫn coi sự khắc nghiệt của trại giam là nhẹ. Những đêm mưa to gió lạnh, chỗ của cụ nằm bị nước mưa dột, nhưng cụ vẫn nằm im, không chịu rời đi chỗ khác theo lệnh của lính canh. Từ ngày vào tù, cụ trải chiếu dưới đất, không nhận tiếp tế chăn mền. Đôi khoảng một tuần sau, cụ bỏ luôn chiếu để nằm trên đất. Cụ già đó là linh mục
Bernardo Vũ Văn Duệ. Đối với Ngài, phải có những hy sinh tự nguyện để bù đắp trong thân xác tôi những gì còn thiếu trong cuộc khổ nạn của Đức Giêsu Kitô. Những hy sinh đó vẫn còn là phương pháp luyện ý chí để đủ sức đối đầu với những thử thách cuối cùng ngoài pháp trường. Đối với Ngài, suy niệm cuộc thương khó Chúa Giêsu phải đưa đến việc tham dự, chia sẻ những nỗi cơ cực của Chúa trong thực hành. Cha nói, nơi tôi nằm bây giờ còn êm ái hơn thánh giá Chúa Giêsu xưa kia rất nhiều. Cũng như thánh Phaolô, tông đồ đã sẵn sàng chịu đọa đày, tù ngục, đòn vọt để bù đắp vào các cực hình của Chúa Giêsu trong công trình cứu chuộc. Các thánh tử đạo Việt Nam, Bernardo Duệ và Đa Minh Hạnh cũng tình nguyện hy sinh chịu khổ thật nhiều để hợp với sự thương khó Chúa cứu rỗi linh hồn mình và linh hồn anh em đồng đạo. Cũng thế, cha Đa Minh Hạnh sau khi bị đánh 30 roi còn nói: "Ồ, làm quan lớn mà bất công, bắt một bên mông chịu cả 30 roi, còn cái mông bên kia thì chẳng có roi nào hết là làm sao?" Ý cha còn muốn chịu đánh đòn thêm nữa để hãm mình lập công, như Chúa Giêsu bảo: "Khi người ta vả má bên này, hãy đưa má bên kia." Và như thánh Lorenzo khi bị nướng trên giường sắt đã nói với Lý Hình: "Bên này chín rồi, lật qua bên kia cho nó chín đều đi." Bernardo Vũ Văn Duệ sinh năm 1755 tại làng Quần Anh Hạ, tỉnh Nam Định. Cậu đã được Chúa gọi dâng mình cho Chúa ngay từ nhỏ và lo học hành tu luyện làm linh mục. Nhưng vì tình hình bắt đạo của Chúa Trịnh vào thời vua Cảnh Thịnh, khó khăn làm gián đoạn việc tu học mãi đến năm 1795, lúc 40 tuổi, Ngài mới được thụ phong linh mục. Sau khi chịu chức linh mục, cha Bernardo Vũ Văn Duệ đã đem hết khả năng phục vụ hội thánh và các linh hồn. Trong suốt 37 năm liền, cha tận tụy hy sinh lo cho con chiên bổn đạo và rao truyền đạo Chúa cho lương dân. Kết quả thật khả quan, nhiều người ngoại giáo nhận lãnh đức tin, các tín hữu sống đạo thờ Chúa ngày càng sốt sắng. Kết quả đó là do lời giảng dạy, nhất là nhờ cha tự nguyện hy sinh hãm mình, sống khắc khổ hàng ngày, mà đem nhiều người trở về với Chúa không thua gì thánh Francisco Xavier. Lúc 77 tuổi, thấy cha già yếu bệnh hoạn thì đức cha cho ngài hưu trí tại xứ Trung Lễ. Không thể phục vụ giáo hội trực tiếp nữa, hàng ngày cha vẫn dâng sự đau yếu, những ngày tháng bệnh tật và lời nguyện cho công cuộc mở mang nước Chúa. Cha gia tăng những việc khổ chế hãm mình, bỏ nằm giường để nằm ngủ trên đất, không nằm mùng để muỗi tự do đốt. Nhiều người cản trở nhưng cha điềm tĩnh trả lời: "Ồ, bấy nhiêu hãm mình đã là gì? Tôi không có cơ hội làm việc lớn, thì tôi chọn một chút khó khăn vậy thôi mà." Đặc biệt là cha ước muốn chịu đổ máu ra, chịu khổ, chịu cực vì Chúa hơn nữa. Nhất là từ ngày 28 tháng 5 1838, khi nghe tin đức cha Y bị bắt, cha nôn nóng muốn được tử đạo với vị giám mục của mình. Vì trong một lần tránh cuộc truy lùng bắt đạo của vua quan, đức cha Y, giám mục địa phận Đông, đã phải bỏ trụ sở Bù Chu đi trốn. Đức cha ghé Trung Lễ gặp cha Duệ. Đức cha nói nửa đùa nửa thật rằng: "Cụ còn sức theo tôi đến thủ phủ Nam Định không?" Cha Duệ hiểu ý người cha trung địa phận muốn nói về việc tử đạo nên trả lời: "Dạ thưa đức cha, khi nào đức cha bị bắt xin cho phép con theo cùng." Có lẽ vị giám mục nói đùa rồi quên đi, nhưng cha Duệ không bao giờ quên điều mình đã hứa. Nên khi được tin đức cha bị bắt, cha Duệ đã khóc lóc muốn ra trình diện với quan quân để được phúc tử đạo với giám mục của mình. Lúc này cha đã 83 tuổi, vừa mù vừa điếc, đi đâu phải có người dẫn, nhưng không ai chịu đưa cha đến nộp mình cho các quan. Từ đó cha nằm trong nhà, hễ nghe có tiếng chân người trong nhà thì lại hô lên: "Hãy báo cho các quan biết tôi ở đây, tôi là linh mục, hãy đến và bắt tôi đi."
giáo hữu ngăn cản mãi không được, buộc lòng phải đem cha đến ở trong trại cùi ngoài đồng vắng, là nơi quân lính ít khi lui tới. Nhưng chẳng may ngày 4 tháng 7 năm 1838, đang lúc cha lớn tiếng xưng hô mình là linh mục, thì một toán lính đi ngang qua. Họ nghe tiếng cha nói liền ghé vào bắt cha, giải về tỉnh Nam Định. Quan tổng trấn thấy cha già yếu bệnh tật không đánh đập cha tấn, nhưng bảo bước qua thập giá rồi cho về. Điều đó chắc chắn cha không bao giờ làm, vì cha đã muốn chịu khổ chịu chết vì Chúa. Thế nên quan bắt cha mang gông giam vào ngục. Ở đây cha gặp linh mục Đăng Minh Hạnh cũng bị giam chung. Từ ngày nghe tin Đức Cha Y bị chém, cha già bỏ luôn chiếu nằm trên đất. Ngài nói: "Giám mục là cha đã phải xử, ta là con mà nằm chiếu sao cho phải lẽ." Cũng từ đó, hàng ngày cha tự nguyện hãm mình ăn chay, nằm đất chịu giọt mưa lạnh lẽo để hy sinh và để dọn mình đón nhận cuộc tử đạo. Sau một thời gian, quan thấy không lung lay nổi lòng tin sắt đá của cha nên làm án gửi về kinh. Theo luật lệ thời ấy, ở tuổi 83 của cha không bị xử tử. Nhưng vua Minh Mạng bất chấp đã ký án. Nghe tin ấy, cha Duệ vui mừng và gia tăng việc hãm mình. Vào ngày 1 tháng 8 năm 1838, cha được điệu ra pháp trường Bảy Mẫu, chịu chết chém vì Chúa. Đăng Minh Nguyễn Văn Hạnh. Đăng Minh Nguyễn Văn Hạnh sinh năm 1772 tại làng Năng A, tỉnh Nghệ An, thuộc địa phận Tây Đàng Ngoài, trong một gia đình công giáo đạo đức. Nhờ đó, ngay từ nhỏ, cậu đã ước muốn đi tu làm linh mục rao giảng đạo Chúa. Nên cha mẹ trình lên Đức Cha Y và được Ngài nhận giao cho cha Liên hướng dẫn huấn luyện. Sau khi học xong thần học, thầy Hạnh được lãnh chức linh mục và đi giúp các họ đạo. Lúc đó vua Minh Mạng ra chiếu chỉ bắt đạo gắt gao. Cha phải ẩn lánh rày đây mai đó, âm thầm lén lút làm việc tông đồ. Nhiều khi phải trốn chui trốn nhủi, nhịn đói chịu khát mấy ngày liền. Nhưng cha không ngã lòng nản chí, vẫn nhiệt thành tận tụy chăm sóc đoàn chiên, thăm viếng người bệnh tật, nâng đỡ khuyến khích kẻ yếu đuối nhát đảm. Nơi nào giáo dân cần lãnh bí tích hoặc an ủi khích lệ, cha đều hy sinh len lỏi đến đó, bất chấp nguy hiểm khổ cực. Năm 1838, cha đang giúp giáo dân ở quận Anh Hạ thì quan quân kéo đến truy lùng dữ dội. Thấy tình thế nguy kịch, cha định lánh sang làng Trung Thành ẩn náu, đồng thời chăm sóc số tín đồ ở đó. Có hai người ở quận Anh tình nguyện đưa cha đến nơi trú ẩn. Cha tin lời đi theo. Không ngờ họ lại là những tên Giuđa phản bội, vì tham tiền đã nộp cha cho quan để lãnh thưởng. Đúng là vào thời nào nơi nào cũng có kẻ tham lam, phản bạn, hại thầy. Ngày 7 tháng 7, cha bị giải về Nam Định, giam chung với cha Bernardo Vũ Văn Duệ, một linh mục đã 83 tuổi vì vừa bị bắt trước đó mấy ngày. Trong thời gian giam giữ tại đây, nhiều lần cha bị tra tấn hành hạ, buộc đạp lên thánh giá. Nhưng cha luôn cương quyết từ khước nên bị đánh đập dữ dội. Có lần quan đưa ra một tấm ảnh Đức Mẹ yêu cầu cha đạp lên thay vì đạp lên thánh giá. Cha liền cầm lấy ảnh Đức Mẹ hôn kính. Quan liền nổi giận đánh cho 100 roi. Lần khác, cha ra tòa với linh mục Duyệt, một người trước đây có nhiều tiếng xấu. Linh mục này bị bắt và đã bỏ đạo. Khi quan bảo bước qua thanh giá, ông vâng ngay. Cha Hạnh thấy thế, nổi nóng chỉ thẳng vào mặt mà nói: "Bớ ông kia, hãy xem đầu mình đã bạc, còn sống được bao năm nữa mà đành lòng bỏ Chúa. Ông làm ô danh đấng bực mình để được lòng vui dữ, làm cực lòng giáo hội đã nuôi dưỡng dạy dỗ ông bấy lâu. Ông làm bạn với ma quỷ, ông sẽ mất linh hồn." Nhưng kẻ phản bội cười chế nhạo: "Làm như tôi mới là khôn chứ, như ông mới là dại.
Quan và lính reo hò đắc thắng. Quan ra lệnh đánh cha 30 roi. Sau khi bị đánh 30 roi, cha ung dung đứng dậy, trách quan không công bằng, không đánh thêm cho đủ hai bên mông cho đều. Ý muốn nói nên lên tấm lòng còn mong ước được chịu nhiều hình khổ hơn nữa để thông phần sự thương khó Chúa Giêsu cứu rỗi các linh hồn. Thấy không cách nào làm cho cha bỏ đạo, quan kết án trảm quyết gửi về kinh: chúng tôi đã tra khảo hai tên Vũ Văn Duệ và Nguyễn Văn Hạnh. Chúng bị bọn Tây lừa mà theo đạo Gia Tô đã lâu. Chẳng những chúng tin mà còn giảng đạo ấy cho nhiều người khác tin theo. Xem ra đạo ấy đã thấm tận tâm can bọn chúng đến nỗi không thể bỏ được. Vậy chúng tôi luận cho chúng án trảm quyết, để ai nấy biết tội chúng nặng đáng phải phạt thế ấy. Và vua Minh Mạng đã châu phê. Tuần lễ cuối cùng trong nhà tù của cha Hạnh không còn ghi dấu bởi những trận đòn nữa, nhưng quan cho nhiều người vào thăm cha, xúi cha bỏ đạo. Có người nói: ô, cha không thoát chết được đâu cha ơi. Cha đáp: phải sự chết thì đã hẳn rồi. Trước đây tôi cứ ngỡ là được chết với cha Fernandez hiền, mà tôi chẳng được sự ấy thì tôi lên làm buồn lắm. Lần khác một người nhà quan nói: ê, nếu cha bỏ đạo, quan hứa sẽ nuôi dưỡng và cho cha làm quan. Cha đáp: dù tôi được làm quan ngay hôm nay mặc lòng, tôi cũng không bỏ đạo đâu. Tôi chỉ mong được làm con Đức Chúa Trời thôi. Ngày 1 tháng 8 năm 1838, từ sáng sớm, hai cha dậy đọc kinh, rồi chào giã biệt anh em bạn tù và cảm ơn anh em đã giúp đỡ. Quan cho dẫn hai cha ra tòa lần chót để xem có đổi ý không. Cha Hạnh trả lời: được chết vì đạo là điều tôi mong đã lâu. Rầy sự ấy đã gần thì tôi vui mừng lắm. Cảm ơn các quan có lòng thương. Trên đường ra pháp trường, tuy mang gông mà cha vẫn vui vẻ chào và nói với anh chị em tín hữu rằng: anh chị em ở lại bình an, hai chúng tôi về thiên đàng hưởng phúc vô cùng. Vị anh hùng đức tin Đa Minh Hạnh đã chịu chém chết vì Chúa với cha già Bernardo Duệ tại pháp trường Bảy Mẫu. Đức Thánh Cha Leo thứ 13 đã tôn phong chân phước cho hai cha ngày 27 tháng 5 1900 và ngày 19 tháng 6 1988, Thánh Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị đã suy tôn các ngài lên bậc hiển thánh. Amen. Dù rằng người xin chưa thuộc được hết lời kinh, Chúa chưa lành cho con vì con biết tình thương. Chúa chưa lành cho con từ thân xác tâm hồn. Con cảm ơn công đoàn lòng Chúa thương xót. Công đoàn đã cống hiến cho con cảm ơn công đoàn lòng Chúa thương xót. Con cảm ơn công đoàn đã cống hiến cho con cảm ơn Chúa. Con tin thác nơi Chúa. Con cảm ơn Chúa. Chúa.